là cặp đồng hồ nó có cái hình dáng nó gần như là tương tự nhau ha. Kích thước của nó thì nó bằng nhau. Chiều cao là 30, chiều ngang là 22 và chiều sâu là 14. Hai con thì là đều là kim trôi. Đó, mặt đồng hồ là mặt chữ số La Mã, mặt nhôm luôn ha. Đó, kim trôi này. Đó. Con bên này là Senco, con bên này là Citizen. Đó, đây là bộ lắc xoay của con Citizen và đây là bộ lắc xoay của con Senco. Đó. Hai cái hai thương hiệu nhưng mà mẫu mã nó gần gần như là giống nhau. Bác nào lấy cặp này thì em sẽ để cho mình giá tốt ha nha. Đó. Giá tốt cả nha. Đây là ở phía sau, máy nó chạy một cái pin trung cả nha ha. Bộ lắc xoay thì cực kỳ mới. Đó, ruột ở trong nó rất là mới nha. Đó, đây là con Senco. Còn đây là Citizen. Citizen nó cũng chạy pin trung ha, hai cục pin trung, một cục cho đồng hồ và một cái cho cái bộ lắc xoay. Đó, đây là hình thức của hai con nha. Rất đẹp. Tuy là nó hai cái thương hiệu ha. Đó. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Vừa rồi đó là cặp đồng hồ để bàn ha. Có giá là 5 triệu cả nhà, 5 triệu cái cặp đó. Em lại tiếp tục về thêm cho cả nhà mình một số cái đồng hồ cũng VIP VIP nữa. Trước tiên đây là một cái đồng hồ mà rất là đặc biệt cả nhà ha. Cả nhà mình thấy ông hoa văn ở phía bên này ha. Nó là hai lớp cả nhà ha. Ở phía trong là đồng hồ. Phía ngoài là một cái khung khung kính cả nhà ha. Đây là toàn bộ là bằng nhôm cả nhà ha, bằng nhôm hết, bằng nhôm nhôm vàng hết cả nhà. Con này là đồng hồ Senco cả nhà ha. Cái đế của nó là bằng gỗ, có chiều ngang là 20 cm ha, chiều cao của nó là 30 cm. Đó. Tay nắm ha. Con này thì quá đẹp cả nhà. Nó chạy một cái pin viên pin đại cả nhà ha. Và cái con này khi mà tới giờ thì nó sẽ gõ cái chuông này cái này cả nhà. Đây, nó sẽ gõ cái chuông này cả nhà. Đó. Và nó có hai cái nắp ha, hai cái nắp, một cái nắp trong và một cái nắp ngoài. Đó, hai cái nắp cả nhà. Con này sẽ được em bán cho cả nhà mình với giá 4 triệu 500 ngàn ha. Con này mình về trưng thì quá là đẹp luôn, vừa vàng vừa đỏ nè cả nhà, vừa vàng vừa đỏ ha. Đồng hồ thiết kế rất là tinh xảo và đẹp, hoa văn rất là nhiều cả nhà ha. 4 triệu 500 ngàn. Rồi tiếp đến là một cái đồng hồ Senco cả nhà ha. Con này kích thước chiều cao của nó là 39 cả nhà, 39 ha. Chiều ngang của nó là 22 cả nhà ha. Đó. Một bộ lắc xoay. Đó. Đồng hồ Senco hai kim. Đó. Chạy máy chạy viên pin nhỏ cả nhà. Cái con này thì được em bán cho cả nhà mình với giá là 2 triệu 7 nha cả nhà. 2 triệu 7 ha. Cái mặt này của nó là bằng mica cả nhà ha, bằng mica chứ không phải bằng kính. Tuy nhiên nó rất là đẹp ha. Kết hợp giữa màu đỏ và màu vàng tạo nên một cái điều may mắn cho mình trưng trong ngày Tết cả nhà ha. Vừa vàng vừa đỏ, quá đẹp cả nhà ha. Chỉ có 2 triệu 7 thôi, 2 triệu 7 cả nhà. Đó, 2 triệu 7 ha. Rất là đẹp cả nhà ha. Đó. Rồi. Phía sau này cả nhà. Phía sau này ha là một cái phía sau này là một cái đồng hồ bằng gỗ cả nhà. Con này thì là chữ của nó là bằng chữ Nhật cả nhà ha, chữ Nhật. Đó, chữ Nhật ha. Đây là nhôm cả nhà, ngoài này là gỗ ha, Citizen. Citizen. Con này đáng ra là nó có cái chuông ở đây. Nhưng mà cái bộ phận chuông của nó bị hư rồi chứ nha cả nhà. Đó. Nó bị hư cái bộ phận chuông rồi. Mình chỉ còn cái đồng hồ thôi. Đó. Ở phía bên hông nó đây cả nhà. Đó. Hoa văn ha. Có hoa văn luôn. Hoa văn kim loại cả nhà. Đó. Rất tiếc là cái chuông của nó bị đã bị hư rồi, không có đánh chuông được. Đó. Chứ không thì quá ngon, chạy tới hai viên pin trung luôn cả nhà ha. Đó. Mà cái bộ phận chuông nó bị hỏng. Con này em sẽ bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 1 triệu 7 thôi cả nhà, bao ship cả nhà ha, 1 triệu 700 ngàn. Nó có cái chuông ở đây, rất tiếc là cái chuông nó hư.
quá là tiếc ha. 1.700.000 cả nhà ha. Con này là size lớn cả nhà, kích thước size lớn nha. Size lớn con này là cao của nó là tới cũng 39 cm ha, hơn luôn á, 39 cm cả nhà, và cái chân đế của nó là 25 cm này cả nhà. Đó, size lớn, tại vì nó hư cái đồng hồ cho nên là em bán rẻ cho cả nhà mình nha. Chứ còn nếu mà nó còn cái đồng hồ thì giá nó cũng không có rẻ đâu. Đó. Rồi tiếp đến là một cái đồng hồ, hình như con này mẫu này em cũng đã bán cho cả nhà mình một lần rồi. Con này là đồng hồ Senco máy transistor cả nhà ha, hoa văn nổi cả nhà. Đó, và vàng ươm luôn, vàng ươm luôn, 40 cả nhà ha, 40. Còn chân đế của nó là 28. Con này em nhớ đợt trước em bán cho cả nhà mình với giá 3.500.000 nè. Con này cũng được, sẽ được em bán cho cả nhà mình với giá là 3.500.000 nha, 3.500.000. Ở đây em có một cái đồng hồ bằng gỗ ha, bằng gỗ có bộ lắc xoay, 2.200.000 cả nhà ha, 2.200.000 bao ship cho cả nhà mình. Rồi ở đây là một cái đồng hồ đá ha, đá cẩm thạch trắng rất là nặng cả nhà ha, của Citizen cả nhà, Citizen. Con này cũng được em bán cho cả nhà mình với giá 2.200.000 bao ship nha cả nhà. Con này mới tinh nè, mới tinh nè, mới tinh nè cả nhà ha, rất là mới. Rồi và cuối cùng đây là những cái đồng hồ full thùng xốp cả nhà. Con này thân gỗ cả nhà ha, thân gỗ Citizen, thân gỗ nè. Nó có tới 4 kim nữa, nhưng phải 3 kim cả nhà ha. Giá mua này cả nhà 2.400.000 cả nhà ha, 2.400.000 giá mua bên Nhật á, 2.400.000 cả nhà. Nhưng con em này con bán cho cả nhà mình, em bán cho cả nhà mình với giá 2.500.000 thôi, 2.500.000 cả nhà ha. Đây là bản đồng hồ gỗ ha. Nói về gỗ thì nó mang một cái tính trường tồn, tính vĩnh cửu ha. Tại sao người Nhật người ta làm đồng hồ bằng gỗ, gốc cây gỗ rồi khoét rồi bỏ đồng hồ vào, nó mang tính trường tồn cả nhà, tính vĩnh cửu ha. Thân gỗ này là lúc nào nó là bền mãi mãi luôn. Đồng hồ thì màu vàng nữa, kim tài cả nhà ha. Cho nên các cái đồng hồ bằng gỗ của người Nhật người ta rất là hay làm. Con này thì em cũng sẽ bán cho cả nhà mình với giá rất là tốt ha, chỉ có 2.200.000 bao ship thôi, 2.200.000 cả nhà ha. Citizen 3 kim cả nhà ha. Đây là bản kỷ niệm 45 năm thành lập, ngày thành lập của Citizen cả nhà. 45 năm ngày thành lập ha. Rồi và cuối cùng là một cái đồng hồ full box bằng thủy tinh cả nhà ha, bằng thủy tinh, bằng thủy tinh. Con này cũng nặng tay ha. Con này mình có thể chiều cao của nó là 25 cm cả nhà, 25 cm cả nhà ha. Đây đó, 3 kim cả nhà ha, thủy tinh cả nhà đó. Con này thì em sẽ bán cho cả nhà mình cũng với giá 2.200.000 ha, 2.200.000 bao ship cho cả nhà mình nha. Đó, 2.200.000 bao ship. Còn mấy cái đồng hồ gỗ này ha, như giá em vẫn báo cho cả nhà mình ha, chỉ có 2.500.000 thôi, 2.500.000 cả nhà, 2.500.000 ha. Con này thì size to, Citizen size to, gỗ biểu trưng cho sự bền vững, sự vĩnh cửu ha, kết hợp với màu vàng kim tài, rất là thích hợp để trưng trong tất cả các cái gian phòng ha. Phòng nội thất gỗ cũng được, nội thất hiện đại cũng được, nội thất cổ cũng được, mình trưng những cái này đều được hết ha. Em đang có 2 con cả nhà ha, 2 con. Rồi bác nào quan tâm có thể liên hệ theo số điện thoại em để đầu clip nha. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Phần phía sau này em sẽ quay nội thất của một cái con Pioneer N70A để cho cả nhà mình cùng xem nha. Dạ.